Vâng, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với bài học tiếp theo. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các anh chị và các bạn những kinh nghiệm cơ bản để có thể bán hàng ở trên các cái trang diễn đàn. Thì để bán hàng ở trên các trang diễn đàn thì đầu tiên các anh chị cần phải xác định các trang diễn đàn mà phù hợp với sản phẩm và dịch vụ của mình. Không thể nào mà chúng ta sẽ bán những cái sản phẩm không phù hợp tới những cái diễn đàn không phù hợp được. Bởi vì hiện nay cái sự phân mảnh các diễn đàn rất lớn. Thí dụ như diễn đàn về công nghệ như là tinh tế thì các bạn hãy lên đó bán những sản phẩm về công nghệ. Diễn đàn về làm cha mẹ, web trẻ thơ, chúng ta hãy nên bán những sản phẩm dành cho mẹ và bé, gia đình, vân vân. Ý tôi là như vậy. Thì bước đầu tiên chúng ta cần phải xác định cái danh sách diễn đàn mà chúng ta sẽ tham gia. Được chưa ạ? Sau đó bước thứ hai là chúng ta sẽ đăng ký các cái nick diễn đàn. Chúng ta sẽ sử dụng email để đăng ký các cái nick này. Và thứ ba, khi chúng ta đã có nick rồi thì chúng ta bắt đầu tham gia diễn đàn để mà sử dụng forum seeding như một cái hình thức bán hàng. Thì sau đây là một số những kinh nghiệm cơ bản để giúp các bạn có thể bán được hàng ở trên các trang diễn đàn. Thì thứ nhất là các bạn cần phải lựa chọn cái mặt hàng sao cho phù hợp với từng diễn đàn. Như tôi đã trình bày là chúng ta sẽ lựa chọn các cái sản phẩm phù hợp nhất, được chưa? Và mỗi một cái sản phẩm chúng ta bán thì nó sẽ có một cái nhóm khách hàng khác nhau và thuộc các cái diễn đàn hoặc là các cái trang giao vặt, các cái trang đăng tin khác nhau, thì chúng ta có thể sử dụng như vậy. Thứ hai là chúng ta có thể gây thiện cảm lúc ban đầu với tất cả mọi người thành viên trong diễn đàn hoặc trong topic bằng cách là giúp đỡ người khác chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình, chứ không phải vào hay là bài đầu tiên là post bán hàng ngay, đúng không? Chúng ta phải gây thiện cảm bằng cách là chào đón các cái thành viên mới, rồi chúng ta cũng như là tạo giá trị cho những cái thành viên cũ, vân vân, đúng không? Thứ ba là chúng ta hãy sẵn sàng trả lời những câu hỏi trong cái topic mình lập ra hoặc những cái topic của những người khác bằng những kinh nghiệm của mình, bằng những kiến thức và kỹ năng của mình, đem lại những cái giá trị như vậy. Cái cách này nó khá giống là cái việc mà chúng ta bán hàng trên group của Facebook. Hiện nay cũng trên các group cũng có rất là nhiều câu hỏi, đặc biệt là về digital marketing hay bán hàng trực tuyến, thì nếu tôi có thời gian thì tôi vẫn hay vào tôi trả lời. Thì tôi cũng nhận được những cái sự đón nhận hay là kết bạn hay follow. Thì chúng ta cũng sẵn sàng trả lời những cái câu hỏi. Nếu mà cái gì mà chúng ta không biết thì chúng ta có thể Google, chúng ta nghiên cứu, sau đó chúng ta trả lời. Miễn là chúng ta cảm thấy nhiệt tình và có giá trị cho cộng đồng là được. Thứ tư đó là chúng ta sẽ đặt cái phần thông tin liên lạc dưới chữ ký. Ví dụ như là hình ảnh hoặc là link web hoặc là số điện thoại. Chúng ta hay gọi là backlink trong sale đấy. Tuyệt đối là chúng ta không nên đi spam, được chưa? Không nên spam, mà chúng ta sẽ tạo ra những cái bài viết của chúng ta có chất lượng, các cái topic ăn khách, chia sẻ những cái kiến thức, những kinh nghiệm, những tri thức cho các khách hàng, mang tính giáo dục khách hàng, mang tính hướng dẫn khách hàng, để chúng ta định hướng cho khách hàng mua sắm các sản phẩm của chúng ta. Hoặc là chúng ta cũng là những cái phần để chúng ta làm sale cho web, được không ạ? Vâng, một số năm đấy là chúng ta sẽ đưa những cái hình ảnh, video hoặc là các cái nội dung text trên các cái diễn đàn về những cái sản phẩm mà chúng ta đang bán. Đấy, bao gồm là chúng ta chụp ảnh, quay phim, chúng ta đưa lên. Và những hình ảnh này cố gắng là sắc nét, đẹp, có đầy đủ thông tin để giúp khách hàng ra quyết định mua hàng một cách dễ nhất. Và thứ sáu, đấy là chúng ta sẽ trung thực và thực sự quan tâm đến cái quyền lợi của khách hàng. Chúng ta trung thực là như thế nào? Tức là cái thông tin chúng ta đưa nó phải rất là chính xác, rất là rõ ràng. Thứ bảy, đó là chúng ta phải duy trì và khuyến khích những cái phản hồi của khách hàng mang tính tích cực. Tức là chúng ta trò chuyện với khách hàng bình luận, chúng ta lại bình luận lại. Và trong cái cách chúng ta bình luận, chúng ta lại muốn khách hàng tiếp tục bình luận nữa. Thì đây là cái cách mà chúng ta sẽ duy trì. Chứ nếu mà họ vào họ hỏi mà chúng ta không trả lời thì như vậy chúng ta sẽ bị cụt hứng, hay là cái cuộc thảo luận sẽ không diễn ra tiếp tục, đúng không? Thế thì cái việc mà duy trì và khuyến khích cái phản hồi của khách hàng, càng nhiều phản hồi càng tốt, đúng không ạ? Càng liên tục càng tốt. Thì nó phụ thuộc vào cái nghệ thuật mà các bạn trả lời, cái nghệ thuật mà các bạn bình luận. Và chúng ta quan tâm đến những câu hỏi, quan tâm đến những cái giá trị mà khách hàng người ta đang quan tâm, là chúng ta chia sẻ được những cái điều mà có ích thì họ sẽ tiếp tục. Hoặc là chúng ta có những cái cách khôn khéo comment để làm sao họ tiếp tục chia sẻ cái câu chuyện của chúng ta, được chưa? Bước tiếp theo đấy là chúng ta cũng cần phải có những cái đóng góp tích cực cho cộng đồng, cho diễn đàn. Chúng ta có thể tổ chức các buổi offline, chúng ta có thể tham gia các hội chợ mua bán, hoặc là chúng ta có thể
kết bạn với nhau ở trên đó trong đời thực thông qua các cái số điện thoại hay Zalo hay Facebook để chúng ta đưa khách hàng về với cửa hàng hoặc website của chúng ta gần hơn. Tất cả những cái diễn đàn bây giờ nó có một ưu điểm là online. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta tiếp tục mà chúng ta offline với nhau trong đời sống thì điều đấy sẽ tăng được cái tính tương tác cũng như là tăng được cái sự thân thiết và sự tin cậy lên và giúp cho cái sản phẩm và thương hiệu của các bạn sẽ tốt hơn rất nhiều. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Chúng ta cũng tiếp tục là tạo những cái kịch bản tung hứng làm sao cho nó hợp lý. Tung hứng bằng cách là chúng ta tạo ra nhiều nick để chúng ta tung hứng cho nó khéo. Tất nhiên tránh cái việc chúng ta PR quá lộ. Cái việc tung hứng như vậy là chúng ta phải có kịch bản và rất là khéo, và sau đó thì chúng ta sẽ dẫn dụ những cái khách hàng đi vào với chúng ta. Đặc biệt là phải có quà tặng, có những cái phần thưởng, có các cuộc thi, khuyến khích chia sẻ, khuyến khích bình luận. Cái bước tiếp theo đấy là chúng ta cũng sẽ cần phải giúp mà cho những cái khách hàng để người ta tìm thấy thông tin của chúng ta và tìm đúng được cái khách hàng mục tiêu. Và thông qua những cái trò chuyện, thông qua những cái phần bình luận, chúng ta có thể đi vào inbox, chúng ta có thể lấy số điện thoại, chúng ta có thể kết bạn Zalo, Facebook để chúng ta chốt đơn hàng. Hoặc là chúng ta cũng có thể mua những cái quảng cáo hoặc là những cái ghim topic ở trên những trang diễn đàn nếu như họ bán. Và chúng ta chia sẻ những cái giá trị như là ebook, như là cẩm nang, như là hướng dẫn. Chúng ta chịu khó tạo ra những cái content như vậy thì cái việc bán hàng ở trên diễn đàn nó sẽ dễ hơn. Trước đây khi mà chưa có Facebook thì việc bán hàng ở trên diễn đàn diễn ra khá là phổ biến. Nhưng bây giờ có Facebook thì mọi người sang Facebook nhiều hơn. Nhưng mà tuy nhiên tôi vẫn nghĩ rằng là các cái trang diễn đàn, các trang giao vặt vẫn có giá trị cho các bạn. Tất nhiên là cái giá trị nó sẽ kém hơn. Thì trên đây là một số những kinh nghiệm tôi cũng tham khảo và chăm nhặt thêm để chia sẻ với các bạn về cái cách mà chúng ta sẽ bán hàng ở trên diễn đàn sao cho hiệu quả. Xin chúc các bạn thành công và xin giúp các bạn là bán hàng và khởi nghiệp mà tốt hơn. Nếu các bạn có câu hỏi và yêu cầu gì thì xin hãy liên hệ với tôi để được hỗ trợ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo.